Tử vi về ngày 8 tháng 1 âm lịch Mậu Tuất. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích trên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Hôm nay mời anh chị và các bạn hãy cùng theo dõi phần luận giải chi tiết về tử vi của 12 con giáp trong ngày 8 tháng 1 năm 2021 âm lịch với sự tư vấn từ thầy Gia Cát và các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Việt. Vậy trong ngày hôm nay, 12 con giáp sẽ đón vận trình ngày mới như thế nào? Công danh, sự nghiệp, gia đạo, sức khỏe sẽ ra sao? Con giáp nào sẽ gặp may mắn? Con giáp nào sẽ gặp xui xẻo? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi trong chương trình ngày hôm nay. Và nhân dịp năm mới, kênh Phong thủy Gia Cát xin kính chúc quý vị an khang, thịnh vượng, gặt hái được nhiều thành công và tài lộc. Đặc biệt trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mô mã âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiện trên màn hình. Quan về ngày 8 tháng 1 âm lịch năm Tân Sửu. Ngày 8 tháng 1 năm 2021 âm lịch, tức ngày 19 tháng 2 dương lịch, là ngày Mậu Tuất tháng Canh Dần năm Tân Sửu. Ngày này có nạp âm là Bình Địa Mộc, ngày Mậu Tuất thuộc hành Mộc, khắc hành Thổ, đặc biệt tuổi Canh Ngọ, Mậu Thân, Bính Thìn thuộc hành Thổ, không sợ Mộc. Ngày Tuất lục hợp Mão, tam hợp Dần và Ngọ thành Hỏa cục, xung Thìn, hình Mùi, hại Dậu, phá Mùi, tuyệt Thìn. Các tuổi bị xung khắc với ngày đó là tuổi Canh Thìn và tuổi Bính Thìn. Các công việc nên làm trong ngày có thể kể đến như cầu tài, ký hợp đồng, động đất, đắp nền, làm hay sửa phòng bếp, nạp lễ cầu thân. Ngoài ra còn có các việc không nên làm như cưới xin, tranh đấu kiện tụng, khởi dựng nhà cửa. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phú long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại hoặc liên hệ trực tiếp tới hotline của chương trình để được tư vấn miễn phí. Tổng quan tử vi 12 con giáp trong ngày 8 tháng 1 âm lịch. Thứ nhất, tuổi Tý. Tý Dương Thủy gặp Mậu Dương Thổ là thất sát. Trong ngày này, các gia chủ tuổi Tý nên cẩn trọng, chú ý nhiều hơn trong công việc để tránh gặp phải những thị phi không cần thiết. Khi gặp chuyện, nên bình tĩnh đưa ra các phương án tối ưu để giải quyết vấn đề, khiến mọi chuyện tốt đẹp, yên bình. Phương diện tài lộc của người tuổi Tý trong ngày hôm nay may mắn là vẫn khá tốt. Dù lương thưởng không nhiều như tuổi Tý kỳ vọng, nhưng vẫn đủ để chi tiêu, mua sắm trong dịp này. Bên cạnh đó, người tuổi Tý cần phải chú ý trong việc quản lý tài chính sao cho hợp lý. Bản mệnh cũng có thể nghĩ đến việc đầu tư để tiền bạc được sinh sôi, nảy nở. Bên cạnh đó, có thể đường công danh tài lộc được thuận lợi, gia chủ tuổi Tý nên sử dụng vật phẩm phong thủy tam giác khai vận Thân, Tý, Thìn của kênh Phong thủy Gia Cát. Thứ hai, tuổi Sửu. Sửu âm thổ gặp Mậu Dương thổ là kiếp tài, nghĩa là ngang bằng với bản thân. Đối với các gia chủ tuổi Sửu trong ngày hôm nay nên chú ý nhiều về những mối quan hệ thân thiết xung quanh mình. May mắn trong ngày có thiên ất quý nhân và quốc ấn chiếu mệnh. Đây đều là những cát tinh đem lại may mắn, tài lộc cho bản mệnh. Trong ngày hôm nay, thiên ất quý nhân là ngôi sao may mắn. Nếu có ngôi sao này trong mệnh sẽ có được vinh hoa, phú quý, mệnh thăng khí vượng. Các thần quốc ấn chủ về quan vận nên những gia chủ tuổi Sửu nếu như đang theo con đường quan trường sẽ có được những trợ giúp rất lớn. Nếu có những cơ hội tốt, gia chủ nên nắm bắt để có những bước tiến tốt hơn. Năm nay là một năm rất gian nan, vất vả của những gia chủ tuổi Sửu. Chính vì thế, bản mệnh nên chọn cho mình vật phẩm phong thủy, minh quang pháp bảo. Vật phẩm là pháp khí của nhà Phật được ra đời trên nền tảng chất lọc những tinh hoa, trường khí tốt, giúp vạn sự hanh thông, tốt lành. Đồng thời, đây cũng là vật phẩm hỗ trợ kích đào hoa, tình duyên hiệu quả cho các gia chủ tuổi Sửu. Thứ ba, tuổi Dần. Dần Sương Mộc gặp Mậu Dương Thổ là thiên tài, nghĩa là bị thân khắc.
Trong ngày này, những gia chủ tuổi Dần sẽ dễ có được tài lộc hơn, công việc và sự nghiệp cũng có tiến triển tốt. Nhưng trong vấn đề tình cảm, tình duyên, nếu không cẩn thận sẽ xảy ra tranh chấp, cãi vã không cần thiết với bạn đời. Khuyên gia chủ tuổi Dần hãy mang theo bên mình pháp khí phong thủy nhà Phật, bát bảo, tâm kinh để hóa giải thị phi và xung khắc giữa các con giáp, từ đó cải mệnh, tăng phúc, tăng cường vận khí và chiêu tài lộc cho bản mệnh. Đồng thời, pháp khí sẽ chiêu mời quý nhân tương trợ và giúp đỡ công việc được hanh thông, thuận lợi và thành công. Thứ tư, tuổi Mão. Mão âm mộc gặp Mậu Dương thổ là chính tài, nghĩa là bị thân khắc xuất. Trong ngày này, những gia chủ tuổi Mão cần chú ý nhiều tới vấn đề tài lộc của mình, tránh tham gia các trò đỏ đen sẽ dẫn tới thất tài không đáng có. Khuyên gia chủ tuổi Mão hãy luôn sử dụng vòng tay tam giác khai vận, Hợi, Mão, Mùi để cân bằng ngũ hành, giúp các bản mệnh có một sức khỏe tốt. Đồng thời, khi mang theo vòng tam giác khai vận, vòng sẽ như một tấm bùa phù hộ và bảo vệ bản mệnh khỏi những hung tinh, thị phi và những họa ngầm trong những chuyến đi, tránh va chạm và đụng độ không đáng có. Tuổi Thìn. Thìn Dương thổ gặp Mậu Dương thổ là tỷ kiên, nghĩa là được sự trợ giúp, hỗ trợ từ những người thân, anh em của mình. Ngày Mậu Tuất có tuổi Thìn có cát thần là Thái Cực, đây là ngôi sao chủ về thông minh, hàm học. Trong ngày này, bản mệnh cần nắm bắt các cơ hội thể hiện được tài năng, nhiệt huyết của mình trong công việc để đạt được những thành quả đáng mong muốn. Hơn nữa, trong năm 2021, tuổi Thìn nằm trong bộ tứ hành xung Thìn, Tuất, Sửu, Mùi nên phạm phải thái tuế. Người xưa có câu thái tuế đương đầu họa, vô hỷ tất hữu họa. Ý chỉ thái tuế đáo đến hướng những người phạm tuổi thái tuế sẽ gặp những điều không may mắn trong năm. Khi gia chủ tuổi Thìn sử dụng vật phẩm phong thủy kim bài thái tuế luôn mang theo bên mình để hóa giải. Thứ sáu, tuổi Tỵ. Tỵ âm hỏa gặp Mậu Dương thổ là thương quan, nghĩa là bản thân bị khắc chế. Đối với các gia chủ tuổi Tỵ trong ngày này cần cẩn trọng hết sức các mối quan hệ xung quanh mình, tránh vì những mâu thuẫn nhỏ mà xảy ra xung đột không đáng có. Khi gặp phải vấn đề, bản mệnh cần giữ bình tĩnh để đưa ra những phương án hợp lý để tránh gặp phải những thị phi không cần thiết và làm phần lòng những người xung quanh mình. Trong ngày còn có cát tinh thiên lộc đóng mệnh, đây là một cát tinh đem đến tài lộc, tiền bạc và những may mắn. Cho nên bản mệnh cần nắm bắt các cơ hội để phát triển bản thân, kinh tế. Vậy nên thời điểm này, người tuổi Tỵ hãy sử dụng vật phẩm phong thủy, tam giác khai vận, Tỵ, Dậu, Sửu để hóa giải hung họa, chiêu quý nhân giúp đỡ và tương trợ trong công việc và cuộc sống. Thứ bảy, tuổi Ngọ. Ngọ Dương hỏa gặp Mậu Dương thổ là thực thần, nghĩa là thân bị sinh xuất tiết, mất khí, nên trong ngày này các gia chủ tuổi Ngọ cần hết sức chú ý và cẩn thận trong mọi công việc. Bên cạnh đó còn có hung tinh Kình Dương chủ về tai họa, thương tật, nên gia chủ tuổi Ngọ cần tránh những tranh cãi không đáng có liên quan đến pháp luật. Tuyệt đối tránh xa những lời mời, nhờ vả liên quan đến việc giấy tờ. Đồng thời không đứng ra vay mượn hay ký nhận cho ai cả. Bên cạnh đó, người tuổi Ngọ cần sử dụng vật phẩm phong thủy, tam giác khai vận, Dần, Ngọ, Tuất để vận trình công việc, tình duyên, tài lộc, sức khỏe được hanh thông, thuận lợi. Thứ tám, tuổi Mùi. Mùi âm hỏa gặp Mậu Dương thổ là kiết tài, nghĩa là ngang bằng với bản thân. Đối với các gia chủ tuổi Mùi trong ngày hôm nay nên chú ý nhiều về những mối quan hệ thân thiết xung quanh. Ngày Mậu Tuất, tuổi Mùi có thiên ất quý nhân và thái cực đóng mệnh, đây đều là ngôi sao may mắn. Nếu được những ngôi sao này chiếu mệnh sẽ được vinh hoa, phú quý, mệnh thăng, khí vượng. Để không bị tiểu nhân ám hại, cản con đường công danh, sự nghiệp và tài lộc của những gia chủ tuổi Mùi nên mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Pháp khí có tác dụng kích con đường công danh và tài lộc hiệu quả, giúp các gia chủ chấp thời cơ, nắm cơ hội, thành công. Thứ 9, tuổi Thân. Thân Dương Kim gặp Mậu Dương thổ là thiên ấn, nghĩa là bản thân được sinh phù. Trong ngày này, những gia chủ tuổi Thân nếu có cơ hội nên chủ động và chấp nhận thử thách để có kết quả tốt hơn. Trong ngày có văn xương quý nhân chiếu mệnh là các tinh chủ về việc học hành, thi cử, nên ngày hôm nay rất thuận lợi cho việc thi cử, đạt được những thành tích cao, công danh hanh thông. Không những vậy còn có phúc tinh giáng chiếu, cho nên bản mệnh có thể xem xét tiến hành các công việc quan trọng nhưng vẫn cần chú ý, nhất là những việc liên quan tới vấn đề giấy tờ. Thời điểm này, người tuổi Thân nên sử dụng pháp khí phong thủy, tam giác khai vận, Thân, Tý, Thìn để kỵ tà, hóa sát, tăng may mắn, bình an. 10. Tuổi Dậu. Dậu âm kim gặp Mậu Dương thổ là chính ấn, nghĩa là bản thân được sinh dưỡng, nuôi dưỡng. Đây là ngày cát lành,
cho những gia chủ tuổi Dậu. Nếu có cơ hội tốt, bản mệnh phải nắm bắt, hẳn sẽ có tài lộc, sự phát triển tốt đang chờ đợi bạn ở phía trước. Đồng thời, gia chủ tuổi Dậu nên mang theo bên mình vòng tam giác khai vận Tỵ, Dậu, Sửu để cho công việc được hanh thông, mọi người đều gặp may mắn. 11. Tuổi Tuất. Tuất Dương Thổ gặp Mậu Dương Thổ là tỷ kiên, nghĩa là được sự trợ giúp, hỗ trợ từ những người thân, anh em của mình. Trong ngày có hoa cái chiếu mệnh, đây là một thần sát vừa cát vừa hung. Nếu bản mệnh biết nắm bắt cơ hội, sẽ đạt được vị trí thỏa đáng chốn thương trường. Tuy vậy, mệnh hiển quý nhân thì khó tránh được sự cô độc. May mắn còn có cát tinh thái cực chiếu mệnh, đây là những cát tinh về tài lộc, may mắn, gia chủ tuổi Tuất cần nắm bắt cơ hội để phát triển công việc, tạo những mối quan hệ tốt đẹp. Khuyên gia chủ tuổi Tuất nên sử dụng vòng tam giác khai vận Dần, Ngọ, Tuất để chiêu mời quý nhân, đem lại may mắn tài lộc trong cả năm. 12. Tuổi Hợi. Hợi Dương Thổ gặp Mậu Dương Thổ là chính quan, nghĩa là thân bị khắc. Trong ngày này, bản mệnh cần chú ý lời ăn, tiếng nói, cẩn thận những thị phi từ miệng mà ra. Trong ngày còn có hung tinh theo là địa võng chiếu mệnh, chủ về bệnh tật, lao ngục, cho nên bản mệnh cần chú ý giữ sức khỏe, tuyệt đối không làm những việc liên quan đến pháp luật. Bản mệnh cần làm việc thiện để lấy hung, hóa cát. Trong thời điểm này, gia chủ tuổi Hợi luôn mang kim bài thái tuế bên mình để tăng thêm may mắn, tài lộc. Trên đây, kênh Phong Thủy Gia Cát đã trao đổi với anh chị về tử vi chi tiết ngày 8 tháng 1 năm 2021 âm lịch của 12 con giáp. Hy vọng những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, anh chị có thể áp dụng tránh hung hóa cát nên lộ trình công việc được thuận lợi và suôn sẻ nhất. Cảm ơn quý anh chị đã luôn quan tâm, theo dõi và đồng hành cùng kênh Phong Thủy Gia Cát. Mọi người đừng quên like, đăng ký và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận được những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ lỡ bất kỳ video nào từ chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau.